Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Bộ Giáo dục Đào tạo đang chỉnh chính phủ phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông cho học sinh mượn từ năm học 2022-2023 sắp tới. Đây được xem là giải pháp nhân văn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bớt gánh nặng trên con đường tới trường. Năm học 2022-2023 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10, nâng cao chất lượng biên soạn thẩm định sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11, sách giáo khoa tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương. Bên cạnh đó tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 như chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Bộ Giáo dục đào tạo đề xuất phương án sử dụng ngân sách nhà nước mua sách giáo khoa phổ thông đưa vào thư viện trường học cho học sinh mượn. Hiện Bộ Giáo dục đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thống nhất trình chính, chính phủ kịp thời triển khai từ năm học 2022. 2023, báo cáo thủ từ chính phủ. Vâng thưa quý vị, tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 diễn ra hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng để bảo đảm chất lượng giáo dục thì học phí phải tăng lên. Tuy nhiên, phần học phí do phụ huynh đóng sẽ không tăng, thậm chí là phải giảm rồi miễn. Hiện ở bậc tiểu học chúng ta đã miễn học phí, còn ở bậc phổ thông tinh thần là không tăng cố gắng giảm nhanh và tiến tới miễn học phí nhanh hơn lộ trình nếu có thể. Thay vào đó, ngân sách địa phương hoặc là ngân sách trung ương sẽ cấp bù phần học phí được miễn, giảm hoặc tăng thêm này nhằm bảo đảm nguồn thu cho các trường phổ thông. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, là thời gian qua lợi dụng những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nạn cho vay nặng lãi hoành hành với những chiêu trò tinh vi, biến tướng dưới nhiều hình thức tấn công và nhiều xóm trọ ký túc xá của công nhân lao động. Những nạn nhân của tín dụng đen đã bị xâm phạm đời tư, đe dọa nhằm gây sức ép để đòi nợ. Để bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân lao động, Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, nhất là ở những nơi có đông công nhân lao động. Theo đó, Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đơn vị doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền về phương thức thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen để công nhân lao động biết cảnh giác và tố giác. Bên cạnh đó thúc đẩy phổ biến rộng rãi và tăng tốc giải ngân gói vay 20.000 tỷ đồng hướng tới công nhân lao động. Đặc biệt bên cạnh giải pháp cải thiện tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, nhà ở, đưa ra chính sách hỗ trợ công nhân lao động nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn được vay vốn ở những kênh chính thống với lãi suất hợp lý. Xin được chuyển sang phần tin về thị trường đông sản. Thưa quý vị, theo thống kê, 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã chi gần 1,1 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu các loại rau quả trái cây. Trên thị trường trái cây ngoại được bày bán la liệt, trong đó chỉ riêng cho uh, chỉ riêng nho đã có đến mấy chục loại với đủ các xuất xứ khác nhau và giá bán đang được quảng cáo là rẻ như khoai. Từ các cửa hàng hoa quả nhập khẩu cho đến các gánh hàng rong vỉa hè, đâu đâu cũng có thể mua được nho sữa to tròn, căng bóng, ngọt thơm mỗi nơi một giá tùy thuộc vào xuất xứ quốc gia nhập khẩu. Nếu như nho sữa Nhật giá bán tới tiền triệu mỗi chùm, nho sữa Hàn Quốc giá từ 600 đến 800 ngàn đồng một kg, thì nho sữa xứ từ có xuất xứ từ Vân Nam Trung Quốc giá chỉ khoảng 120 đến 180 ngàn đồng một kg. Thấp nhất là một số loại nho đỏ, nho xanh, nho kẹo, giá dao động từ vài chục đến gần trăm nghìn đồng mỗi kg. Thậm chí giá nho kẹo chỉ tính ra là 25 đến 28 ngàn đồng một kg tùy số lượng. Nho đỏ VIP nhỉnh hơn nhưng cũng chỉ từ 30 đến 35 000 đồng một kg. Người tiêu dùng có thể mua theo cân, theo set hay mua cả thùng về ăn. Thưa quý vị, giá cà phê hôm nay ngày 13 tháng 8 thị trường thế giới và trong nước cùng tăng. Hiện giá cà phê trong nước tăng thêm 700 đồng một kg, nơi cao nhất lên mức là 49 000 đồng một kg. Thị trường cà phê thế giới tiếp tục có thêm phiên tăng giá giá cà phê Robusta đã tăng lên mức cao nhất 7 tháng qua, còn giá cà phê Arabica cũng ở mức đỉnh trong vòng 1 tháng rưỡi gần đây. Còn tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay ngày 13 tháng 8 tăng mạnh thêm 700 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Nhờ đà tăng mạnh liên tiếp trong những ngày qua, giá cà phê trong nước nơi cao nhất tại Con Tum và Đắk Lắk đã chạm mốc 49.000 đồng 1 kg. Tại Lâm Đồng hôm nay, thu mua ở giá là 48.500 đồng 1 kg, ra lại mức 48.800 đến 48.900 đồng 1 kg. Thưa quý vị, diễn biến giá lợn hơi trong ngày hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều trên thị trường tại cả ba miền. Nếu như ở miền Nam biến động nhẹ trong khoảng từ 1.000 tới 2.000 đồng 1 kg, thì tại các tỉnh miền Trung giá lợn hơi một vài nơi đã xuống dưới 60.000 đồng 1 kg. Hiện thị trường lợn hơi ba miền đang giao dịch ở mức phổ biến trên 63 đến 65.000 đồng 1 kg. Miền Bắc không đổi so với hôm qua, dẫn đầu là Hưng Yên, Thái Bình và Hà Nội, giá 70.000 đồng 1 kg, mức giá thấp nhất hiện là 65.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung, giá lợn hơi đang thấp nhất nước ở khoảng giá trên 60 đến 65.000 đồng 1 kg. Mức giá thấp nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk 58.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi miền Nam tiếp tục giao dịch trong khoảng từ 60 đến 70.000 đồng 1 kg. Ba địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng 1 kg, lần lượt thu mua lợn hơi với giá 63 và 64.000 đồng 1 kg. Ở chiều ngược lại, Đồng Tháp giảm 2.000 đồng 1 kg, hiện đang giao dịch ở mức 62.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, theo dự báo của Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo nửa cuối năm sẽ tiếp tục được cải thiện. Trong đó, thì hai thị trường lớn là Châu Phi và Trung Quốc đang ghi nhận những tín hiệu lạc quan. Bộ Công Thương cho biết tuần qua giá gạo các loại đều giảm nhẹ, riêng nếp và tấm nếp có xu hướng tăng. Tuần từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 8, một số tỉnh đã qua rộ vụ, lũy kế đã thu hoạch được khoảng 76 đến 77% diện tích lúa hè thu toàn vùng. Sau nhiều phiên điều chỉnh tăng, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam đã về mức ổn định, lần lượt là gạo 5% tấm ở mức 393 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm là 378 đô la Mỹ một tấn, gạo 100% tấm là 383 đô la Mỹ một tấn, đặc biệt là trong nửa đầu tháng 8 này, thị trường châu Âu có sản lượng tăng mạnh với chủng loại đài thơm 8 và OM18. Với thị trường Trung Quốc, đối tác có nhu cầu tìm mua nếp Long An nhiều hơn. Tiếp tục là một số tin văn đáng chú ý về diễn biến thị trường lúa gạo và ngũ cốc thế giới nhưng có liên quan khá chặt chẽ đến tình hình xuất khẩu lúa gạo nước ta những tháng cuối năm. Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng 5,66% lên 3,5 triệu tấn, mang lại doanh thu khoảng 1,7 tỷ đô la. Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan dự báo xuất khẩu gạo của nước này sẽ đạt ít nhất 8 triệu tấn trong năm nay, vượt xa mục tiêu đặt ra là 7 triệu tấn. Các chuyên gia thị trường cho biết đây là tin tốt đối với nông dân Thái Lan và sự gia tăng xuất khẩu này sẽ giúp thúc đẩy giá gạo trong nước. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong nửa cuối năm cũng có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như giá trị của đồng bạc, tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine và suy thoái kinh tế do COVID-19. Thưa quý vị, còn tại Trung Quốc, tình trạng nắng nóng với nền nhiệt lên tới hơn 40 độ C đã và đang tấn công 15 tỉnh thành của nước này. Trong khi những nông dân đang lo ngại hạn hán căng thẳng, thì các nhà quan sát thị trường nước này lại cho rằng tác động của hạn hán đến sản lượng gạo của Trung Quốc sẽ không quá nghiêm trọng. Hồ Nam là tỉnh sản xuất lúa trọng điểm tại Trung Quốc. Mới đây, cơ quan khí tượng Trung Quốc lại tiếp tục đưa ra cảnh báo nhiệt độ tăng cao tại 15 khu vực của nước này, trong đó có tỉnh Hồ Nam, Chiết Giang và Phúc Kiến. Bộ Tài nguyên nước này cho biết là mực nước trên dòng chính của sông Dương Tử hiện đã ở mức thấp kỷ lục và hơn 9,6 triệu mẫu đất canh tác tại 6 tỉnh thành từ An Huy đến Tứ Xuyên đã bị hạn hán. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thời tiết nắng nóng nhiều khả năng chỉ ảnh hưởng đến năng suất lúa tại một số vùng nhất định, chủ yếu là vùng núi thuộc khu vực thoát nước của sông Dương Tử và không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tổng sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc.